trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải và Cục Quản lý Giám sát Tài chính Thượng Hải. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thông tin, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có nhiệm vụ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện các bước để xây dựng trung tâm tài chính. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn phía thành phố bạn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải. Đồng thời, mong muốn phía bạn chia sẻ các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, các định chế tài chính. Cùng với đó trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng mô hình trung tâm tài chính, các cơ chế chính sách, khung pháp lý, hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng, quản lý và vận hành trung tâm tài chính. Trao đổi lại với đoàn, ông Tính Á Đông, Bí thư Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải và ông Đào Xương Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Thượng Hải đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải. Trong đó, lãnh đạo Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải nhấn mạnh đến vai trò điều phối, phát triển một trung tâm tài chính theo hai định hướng quan trọng, đó là tính chính trị và tính nhân văn. Về thu hút nhân lực, quan trọng nhất là cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Cùng ngày, đoàn đến tham quan Trung tâm Quản lý, ứng phó tình huống khẩn cấp nút giao thông Hồng Kiều và có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải thành phố Thượng Hải nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý vận hành, ứng phó các tình huống khẩn cấp tại nút giao thông này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Thượng Hải cho biết để có được một hệ thống giao thông đô thị hiện đại và thuận tiện như hiện nay, phải sử dụng đồng bộ rất nhiều biện pháp. Trong mỗi thành phố, mỗi khu vực đều coi trọng việc nghiên cứu lựa chọn, hoạch định, quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng các đầu mối giao thông tổng hợp, công trình trọng điểm. Đồng thời khẳng định các dự án quy hoạch đều mang tính linh hoạt, tích hợp, tự chung lại đều vì một mục đích phục vụ nhân dân được tốt hơn. Chiều cùng ngày, đoàn đi thăm, khảo sát thực tế tại trụ sở tập đoàn Shenzhen Metro Thượng Hải. Tại đây, đoàn đến trung tâm chỉ huy điều độ mạng lưới Metro Thượng Hải để nghe lãnh đạo trung tâm giới thiệu về quản lý, điều hành hệ thống này. Sau đó, đoàn đi thực tế tàu điện ngầm số 15, tuyến Metro Thượng Hải, với hệ thống lái tự động. Thành phố Thượng Hải có hạ tầng giao thông công cộng rất phát triển. Hệ thống tàu điện Metro hoạt động từ năm 1993, với tới hơn 800 km đường và hơn 500 nhà ga. Đây là hệ thống Metro thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Cùng ngày, đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực địa dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà, thành phố Thượng Hải. Dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà rộng hơn 42.000 m². Đây là dự án kết nối hai bên bờ sông Tô Châu, có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, là điểm gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Thượng Hải. Đây cũng là mô hình thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình phát triển đô thị hiện nay của thành phố. Sáng ngày 16 tháng 11, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ ném bom xăng vào nhà dân khiến 3 người bị bỏng, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Thanh Minh, thường gọi là Tèo, sinh năm 1987, ngụ thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Sau nhiều giờ tổ chức truy bắt, Công an huyện Bắc Bình đã bắt được nghi phạm Minh khi người này đang lẩn trốn tại khu vực xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với chị Y, sinh năm 1992, ngụ thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, Nguyễn Thanh Minh điều khiển xe mô tô đến trước nhà chị Y rồi dùng bom xăng ném vào nhà. Vụ việc gây thương tích cho 3 người, gồm anh L, chồng của chị Y, sinh năm 1989, bị bỏng ở tay và chân, cháu Huy, cháu của chị Y, sinh năm 2022, bị bỏng nhẹ và cháu A, con ruột của chị Y, mới sinh được 4 tháng tuổi, bị bỏng độ 2, diện tích 28% vùng mặt, tay. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra, làm rõ. Ngày 16 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển. Theo đó, qua quan trắc, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã gần bão hòa, trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc,
sụt lún đất ở 13 huyện trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Bắc Trà My triển khai tuyên truyền, vận động sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất. Hiện đã sơ tán 45 hộ với 167 khẩu thuộc các xã Trà Bui, Trà Tân, thị trấn Trà My, Trà Đông và Trà Cóp. Đối với các hộ chưa sơ tán, chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động sơ tán. Mưa lũ làm 7 nhà ở huyện Nam Giang bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó 2 nhà thiệt hại nặng 50%, 5 nhà thiệt hại dưới 30%. Huyện Bắc Trà My có 3 nhà thiệt hại dưới 30%. Huyện Núi Thành có 1 nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Trong đợt mưa lớn từ ngày 13 tháng 11 đến nay đã sạt lở nhiều tuyến đường ước khoảng 20.870 mét khối đất đá. Trong đó, Nam Trà My 350 mét khối, Phước Sơn 20.000 mét khối, Nông Sơn 520 mét khối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo ngày 16 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến 5, giật cấp 6 đến 7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Về tình hình mưa lũ, ngày 16 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trong ngày và đêm ngày 16 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Quảng Trị và khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 17 tháng 11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3 đến 6 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Sáng ngày 16 tháng 11, đại diện chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 người chết vì lũ cuốn trôi tại Thừa Thiên Huế và 1 người tại Quảng Trị. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm anh L, sinh năm 1985 và chị V, sinh năm 1985, là vợ chồng cùng trú tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa bị mất tích từ ngày 14 tháng 11 khi đi qua suối để thăm trang trại. Trung tá Lại Thế Linh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế cho biết, khuya ngày 15 tháng 11, đơn vị đã kịp thời cử cán bộ chiến sĩ giúp ông Lê Văn Mâu, trú tại Phú Khê, xã Phú Dương, thành phố Huế bị ốm nặng, đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong đêm 15 và sáng ngày 16 tháng 11, lực lượng quân đội và công an cũng đã đưa nhiều sản phụ, người già, trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa, đồng thời giúp bà con nhanh chóng di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp hỗ trợ chỗ ở tạm thời, lương thực thực phẩm cho người dân đi sơ tán và những hộ gặp khó khăn. Sáng cùng ngày, ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Trong đó, tại km H9395 đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Hương Nguyên, huyện A Lưới sạt lở nghiêm trọng, dài khoảng 25 mét, hiện phương tiện không lưu thông được. Hiện các đơn vị đang triển khai công tác khắc phục,